Rồi, xin chào tất cả các bạn, thanh lý cần số cho anh em lên xe nha. Đây, cần số của xe custom có đề thanh lý 700 ngàn. Rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Đây. Cần số xe không đề thanh lý 450, gắn cho 788186 DD Charlie. Đó, xe không đề, xe không có đề. Một cây không đề đẹp 700 ngàn. Đó. 886 canh án 78 DD không đề Charlie là cái này nha. Hai cần số ACT thanh lý 300 ngàn, cần zin nha, cứng chắc chắn. Anh em nào muốn rẻ thì chơi cái cần lô 20 ngàn, nó mềm xèo à, lấy tay bẻ được luôn. Cái này 400, đẹp hơn chút các bạn. Hai cái CD bảo cái 1 triệu, đẹp nha. Anh em nào muốn coi hình chi tiết thì nhắn Zalo mình gửi hình chi tiết cho anh em coi. Đấy, rồi giá thanh lý có giá sẵn hết rồi nha anh em.